CuCl2 là một muối tan, ok chưa? COS lại là một chất không tan, một muối không tan. Bây giờ các con biết là từ muối mà sang muối, mà cái muối này không tan thì quá dễ rồi. Chúng ta sẽ dùng phản trao đổi giữa muối và muối. Muối cộng muối ha, điều kiện này. Muối tan cộng với muối tan là ra muối không tan đúng không? Cộng với một muối nào đó. Diễn ra có một cái muối không tan là ok rồi, mà ở đây có thỏa mãn cái muối không tan. Vậy ở đây cái muối, cái gốc Cu nó đã nằm ở trong đây rồi. Cái gốc Cu đã nằm trong đây rồi. Vậy thì cái gốc S này nó phải nằm ở đâu? Phản trao đổi mà, gốc S nó phải nằm ở đây. Đúng chưa? Và cái muối có chứa gốc lưu huỳnh thì cô nói muốn cho cái muối đó tan thì chúng ta nên lấy muối của natri. Chúng ta nên lấy muối của natri. Ok. Và cái muối đằng sau này là muối gì thì chú có tan không tan chúng ta cũng đâu có cần phải lo lắng nữa. Đồng ý chưa? Rồi, mình cân bằng nữa là xong. Hai. Thắc mắc gì cô không? Dùng Fe được không cô? Fe. Hả? Được không? Khánh ơi, được không Khánh? Răng lại là NaNO3 cô. Được cô thầy. NaCl chứ. Đúng rồi, NaCl chứ cô nói lộn nha. NaCl với cô thầy ơi, dùng H2S được không cô thầy? Con dùng H2S được. Ok nha. Dạ. Yeah. Ừ. Con dùng H2S ok á, vì răng. Ở đây mà chỗ này mà lấy FeCl2 thì không được nha. Ở đây mà FeCl2 là không được vì răng. Vì chúng ta tạo ra COS. Con nhớ là cái COS này nó khác với FeS. COS là nó không tan trong dung dịch axit. Còn FeS là nó lại tan được trong dịch axit. Đó, nên ở đó đây mà nếu mà FeCl2 thì không được. FeCl2 chúng ta chỉ dùng Na2S thôi, không dùng được H2S hả? Còn đây con dùng H2S vô tư nha. Ok. Nếu ở đây con dùng H2S, đây cô viết này, CuCl2 cộng với H2S thì con biết là cái phản ứng này là một trong những phản ứng dùng để nhận biết khí độc H2S có trong môi trường. Người ta đưa một cái giấy tẩm cái muối CuCl2, muối của đồng ấy, người ta đưa vào không khí, nếu cái muối đồng này nó hóa đen là chứng tỏ là có khí H2S. Người ta có thể dùng muối chì cũng được nữa luôn. Rồi, bây giờ cái thứ hai. Cái công thức hai, mình muốn viết là mình phải phân tích. Cái magie CO3 là một muối không tan. Từ muối không tan mà muốn ra muối. Từ cái muối không tan mà muốn ra muối thì con chỉ có nước là tác dụng với axit mạnh hơn nó thôi. Chứ còn cái muối không tan thì làm gì có chuyện mà tham gia phản trao đổi với muối tan hoặc là với bazotan được. Cái muối không tan mà muốn ra cái muối mới thì bắt buộc chúng ta phải cộng với axit, nhớ nghe. Muối không tan mà muốn ra muối mới, muốn tạo ra muối mới. Muối không tan mà muốn tạo ra muối mới thì phải tác dụng với dung dịch axit mạnh hết. Chứ không thể nào dùng phản ứng trao đổi, các con nhớ nha, không thể dùng phản trao đổi nha. Như vậy đây cô nên tác dụng với axit gì đây? Cô nên tác dụng axit gì đây nha? Axit gì đây nè? HNO3 nữa. Đúng rồi, chính xác, chỉ có HNO3 chứ hết rồi. Ở đây cô sẽ dùng axit HNO3. Ok. Và ở đây nó ngoài ra nó còn có khí CO2 và nước. Ok chưa? Được không? Nhớ nha, mình phân tích nó là một cái muối không tan. Phản tiếp theo có giống phản số 2 không?
Vẫn số 3 có giống vẫn số 2 không con? Dạ đúng. Ừ, cũng y đó luôn. Chúng ta cũng sẽ cộng với H2O3 và chúng ta sẽ thu được là gì? Khí CO2 cộng với H2O. Ok. Rồi tiếp tục nào, phần số 4 của chúng ta nè. À nhưng mà ở đây người ta chưa có chỗ với mấy, người ở chỗ là không được viết thêm nước. Như vậy sản phẩm của chúng ta sẽ là BaHCO3 K2 lần. Vì sao lại như vậy? Khi đó cô sẽ cho rất là từ từ axit. Cho từ từ axit vào muối carbonate sẽ tạo thành muối hydrocarbonate. Nhớ nha, nó khác ở trên là chỗ là chỉ chưa có một chỗ để viết thôi, chỉ không thể ra CO2 với nước được. Vậy thì muốn ở đây mới có một chỗ thì bắt buộc nó phải tạo ra muối bari hydrocarbonate bằng cách cho từ từ axit. Phần số 3 hơi khác phần số 2 nha. Bây giờ cái phản ứng số 4. Phản ứng số 4 thì giống y chang phản ứng 1. Cái muối này là muối tan. Cái muối này là không tan. Mà các con cần phải lưu ý cho cô nè, cái muối mà Ag3PO4 là nó tan trong dung dịch axit mạnh nha. Cho nên nếu ở đây mà chúng ta dùng H2O3 là không được. Vì sao cô lại nói không được? À, vì ở đây cô không thể dùng H3PO4 được. Vì khi AgNO3 mà tác dụng H3PO4 là nó ra H2O3 là axit mạnh. Ok chưa các con? Nhớ nghe. Nhớ nghe, cho nên khi AgNO3 mà ra Ag3PO4 chúng ta không được phép dùng axit phosphoric. Vì nó tạo thành H2O3, chính H2O3 nó hòa tan cái ni, cho nên cái ni không tan, biến thành một chất tan thì phản ứng nó không thỏa điều kiện là phải tạo ra muối không tan. Nên ở đây chúng ta sẽ làm gì? Cộng với ai đây? Rồi, theo đúng điều kiện phản trao đổi của muối với muối thôi. Nó không giống trường hợp H3PO4. AgCuCl là 2 khi nãy ha. Vậy cái gốc PO4 nó phải nằm đây. Mà muốn lấy một cái muối tan thì lấy muối của natri là khỏe nhất, Na3PO4. Và đây cô sẽ ra được NaNO3. Phản ứng số 5 là nó tạo ra MnCl2 cộng với clo cộng với một cái gì đó. Thì phản ứng này là phản ứng gì đây? Phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Muốn điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta lấy MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc đun nóng thì nó sẽ tạo thành khí clo HCl đặc nha. Rồi bây giờ là phần số 6. Phần số 6 là từ muối cho ra muối. Mà lưu ý rằng là hai cái muối này là gốc kim loại nó khác nhau. Vậy để yêu cầu chúng ta là năm cái chất khác nhau luôn. Vậy theo các con ở đây là chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Alo, không thấy ai nói gì. NaCl3. Na2CO3 chính xác luôn. Chính xác, cái thứ nhất là Na2CO3 nó sẽ ra được kết tủa BaCO3 theo đúng điều kiện phản ứng trao đổi của muối và muối. Chính xác, cô toàn đồng ý nha. Rồi tới 5 phản ứng lận mà. Rồi chất thứ hai, chất thứ ba, chất thứ tư nào, chất thứ năm nào? Khánh đề nghị một cái đi Em nghe con. cho bố. Phúc đề nghị gì đó con? Phúc ơi. N2S.
SO4. Đúng rồi, chính xác, Na2SO4 chính xác luôn. Na2SO4 sẽ ra cái tủa là BaSO4. Tương tự. Phần thứ ba nào, phần thứ ba nào? Vấn đề nan giải ấy hà. Phản ứng thứ ba của chúng ta là gì? Na3B4 nữa không? Ừ, được chứ, Na3B4 chính xác. Bởi vì chúng ta sẽ tạo ra cái BA3 mở ngoặc BO4 tất cả hai lần là một cái tủa màu trắng. Các con nhớ ghi dấu cái tủa vào nghe. Rồi, còn cái chất nào nữa không có con hề? Cái này là 3, cái này 2, cái này 3. Còn cái chất nào nữa không hề? Na2SO3. Na2SO3 chính xác luôn. Na2SO3. Nó sẽ ra cái tủa là Ba SO3. Chính xác. Rồi, còn một chất cuối cùng nữa nè. Cố lên, còn một chất cuối cùng nữa. Na2SO3. Na2SO3. Ok luôn con, chính xác. Mình ra được BaSiO3 duyệt. Quá đúng rồi con nha, good nha. Cái cuối cùng đây là good nha. Ok. Bây giờ chúng ta sang phương trình phản ứng số 7 nè. Phương trình phản ứng số 7 thì FeOH 2 lần là một gì? FeOH 2 lần là một bazơ không tan. Là một bazơ không tan. Có nhiều bạn á, có nhiều bạn thấy cái H2O với lại SO2 đây, cái nói cộng ở đây là Na2SO3. Nói là đây là phản ứng trao đổi. Không được nha. Không được nha. Bởi vì sao? Có hai lý do. Thứ nhất là đó là phản ứng trao đổi giữa muối bazơ ra muối mới, bazơ mới chứ đâu có phải ấy. Thứ hai là phản nó cũng không thỏa mãn luôn. Bởi vì FeOH hai lần là bazơ không tan, mà bazơ không tan thì không thể nào tham gia phản ứng trao đổi được. Chỉ có những bazơ tan, những muối tan mới tham gia phản ứng trao đổi giữa muối 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 bazơ. Cho nên ở đây FeOH hai lần là muốn ra khí SO2. Thì các con biết rồi. H2SO4 H2SO4 là một hợp chất của sắt có hóa trị thấp, đang ở hóa trị thấp. FeOH hai lần là sắt đang ở hóa trị thấp. Cho nên muốn ra được khí SO2. Muốn ra được khí SO2 thì chúng ta sẽ cho nó tác dụng với H2SO4 đặt nóng thì nó sẽ ra khí SO2. Những hợp chất sắt đang ở hóa trị thấp, những hợp chất sắt đang ở hóa trị thấp thì khi tác dụng với H2SO4 đặt nóng nó sẽ sinh ra khí SO2. Ok chưa?
14 chứ. Rồi điểm coi, 8, 8 với 4 12 vậy thì 6. Rồi cân bằng chỉ lọ 6. Đếm oxy 6 8. 8 với 12 20, 16 20, đúng rồi. Rồi tiếp tục nào, từ NaCl mà muốn ra NaNO3 thì làm thế nào? AgNO3 không? Đúng rồi, cộng với AgNO3. Và sản phẩm nó sẽ thu được cái tủa AgCl, các con nhớ ghi dấu cái tủa vào cho cô nha. Đây là phần trao đổi. Bây giờ nè, từ NaHCO3 làm thế nào để chúng ta ra được NaOH hè? NaHCO3 cộng với gì để ra NaOH cộng với một chất gì đó cộng với nước, các con xem nè. NaHCO3 là một muối axit tác dụng với bazơ. Các con nhớ không? Muối axit tác dụng bazơ thì ra muối trung hòa. Và gì? Và nước. Muối axit tác dụng với bazơ ra muối trung hòa và nước, nhớ không? Nếu như ở đây BaOH hai lần mà còn dư, con thấy này, BaOH hai lần mà còn dư này, thì nó sẽ tác dụng tiếp với Na2CO3. Nếu BaOH hai lần mà còn dư thì nó sẽ tham gia phản trao đổi với Na2CO3 để tạo thành cái tủa BaCO3 cộng với NaOH. Rồi từ hai cái phương trình đi, cô cộng nè, cô cộng với theo vế nè, hai lần NaHCO3 nè cộng với hai lần BaOH tất cả hai lần nè cộng với Na2CO3 nè. Phản ứng này xảy ra khi nào? Khi mà NaOH nó còn dư sau phản ứng thứ nhất, nó tác dụng tới phản ứng thứ hai. Rồi cộng bên đây là cô có Na2CO3 Bước. nè cộng với hai Cô lần Thảo ơi, Ba ơi. cho nghĩ con đi học đồ tiến hóa con nè. Cộng với Dạ. hai lần NaOH, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Rồi hai cái ni là nó giống nhau, hai cái này nó giống nhau, ok chưa? Rồi cô bỏ đi, và phương trình cô còn lại với ở bên vế chất tham gia là cái ni, còn bên vế sản phẩm là cái ni, đồng ý chưa? Ok, mà tất cả đều có số 2 hết. Rồi cô rút gọn đi, không còn số 2 nữa. Rồi đúng phương trình tạo thành NaOH chưa? Vậy đây cô điền vô, ở đây sẽ là BaOH tất cả hai lần cho ra NaOH cộng BaCO3. Ok chưa? Bản chất của vấn đề chưa? Được không con? Từ NaCl ra HCl, con thấy chưa? Từ NaCl ra HCl. Phản này là phản chi thế hè. Nhớ cái phản điều chế HCl trong phòng thí nghiệm không? NaCl chúng ta cho cộng với H2SO4 đặt. NaCl ở trạng thái gì? Tinh thể, tức là trạng thái rắn á. Khi chúng ta, ủa tự nhiên cô ghi xuống dưới này chi? Tinh thể ở đây chúng ta sẽ cộng với H2SO4 đặc, thì chúng ta sẽ thu được HCl và NaHSO4. Ok chưa? Nhớ nghe, nó ra NaHSO4 nha. Còn chúng ta muốn ra Na2SO4 được, nhưng mà nhiệt độ 450 độ C đó, 400 độ C đó. Rồi nào, NaHSO4 mà muốn ra Na2O4 khí CO2 một chất nào đó thì theo con chúng ta sẽ cộng với cái gì? Theo con chúng ta sẽ cộng với cái gì nào? NaHSO4 chúng ta sẽ cộng với cái gì?
chúng ta sẽ cộng với gì sẽ được khí CO2 với Na2 bốn nhà. Không biết cô. Chúng ta sẽ cộng với Na2CO3 hoặc NaHCO3 chia đều được. Cô nói rồi, cái này là giống cái gì đây? Giống axit H24 mà. Axit H24 tác dụng muối Na2CO3 sẽ ra muối sunfat khí CO2 và gì? Và nước. Ở đây có nhiều bạn nói với cô là con dùng ở đây là K2CO3 có được không? Các con lưu ý ở đây chúng ta không thể dùng K2CO3 được. Bởi vì nếu con dùng ở đây K2CO3 thì nó phải ra muối K2SO4 ở đây nữa. Mà đề ở đây thì không còn chỗ trống để mà điền cái đó. Ok chưa? Nếu ở đây mà cho thêm một vị trí nữa thì lúc đó chúng ta sẽ cộng ở đây là K2CO3, thậm chí là con cộng BaCO3 hay là MagnesCO3 hay là CaCO3 đều được. Ghê chưa? Để viết cái phản ứng cho mình hình dung nè. Nếu ở đây cô cộng với K2CO3. Được chưa? Thì nó sẽ ra cái Na2 này, SO4 này. Có bao nhiêu kim loại thì nó ra bấy nhiêu, nó có bao nhiêu kim loại thì nó ra bấy nhiêu muối của các kim loại luôn các con ạ. Cộng CO2 cộng với H2O. Đó. Ok chưa? Chúng ta cân bằng phương trình nè. Rồi, clo mà muốn ra KCl và KClO thì đây chính là phản ứng tạo thành nước Javel. Nó sẽ tạo ra KCl, KClO với nước. Rồi, phản ứng số 13 nào. Chất gì cộng với là H2SO4 để ra hai muối sắt đồng thời đó? Con Hà. Ở đây 3O4. Ừ đúng rồi, Fe3O4 cộng với 4 lần H24 sẽ cho ra hai muối sắt đồng thời có nước. Rồi Cu cộng với cái gì để ra CuNO3 tất cả hai lần? Cu cộng với gì con Hà? AgNO3 được cô. Đúng rồi. Cu là kim loại mạnh hơn bạc, cho nên là nếu cho nó vào trong dung dịch muối bạc thì nó sẽ đẩy bạc ra ngoài. Ok, chính xác.